xin chào các bạn bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách kết nối một slicer tới nhiều bảng pivot table trong quá trình sử dụng excel chúng ta sẽ gặp các bài toán như tình huống sau đây tôi có hai bảng báo cáo sử dụng excel pivot table là báo cáo doanh số bán hàng theo từng cán bộ bán hàng và báo cáo doanh số bán hàng theo từng ngày Cả hai báo cáo này đều sử dụng một bộ lọc là sản phẩm. Bây giờ, mỗi khi tôi lọc một sản phẩm cho báo cáo đầu tiên. Sản phẩm điện thoại. Tôi cũng muốn lọc sản phẩm điện thoại cho báo cáo số 2. và tôi phải mất hai thao tác để có thể làm được việc này. Slicer sẽ cung cấp cho chúng ta một công cụ để có thể kết nối được hai bộ lọc lại thành một. và điều này có nghĩa là khi chúng ta sử dụng slicer dành cho hai báo cáo bài vột table, thì mỗi khi chúng ta thay đổi giá trị nằm trong slicer, thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cả hai báo cáo chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một slicer cho một bảng click chuột trái analyze thêm một slicer và chúng ta sẽ thêm slicer theo sản phẩm kiểm tra kết nối của slicer Chúng ta sẽ nhìn thấy slicer đang được kết nối với bảng pivot table 2 là bảng này, trong khi chưa được kết nối với bảng pivot table 1. Do vậy, thao tác của chúng ta là lựa chọn kết nối với bảng pivot table 1, nhấn OK. Và các bạn hãy cùng chờ xem. Nếu tôi lựa chọn giá trị laptop trong slicer thì bộ lọc của cả hai bảng pivot table đều thay đổi giá trị theo. Bấm Ctrl và lựa chọn thêm TV. Và chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Laptop và TV. Như vậy là vừa rồi tôi vừa trình bày với các bạn cách kết nối một slicer với hai bảng Excel pivot table. Và nếu cần phải kết nối với 3 hay 4 bảng Excel pivot table thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Excel Pivot Table còn cho phép chúng ta có thể tạo ra các slicer, là các slicer chung như slicer sản phẩm hoặc có thể là các slicer riêng. Ví dụ bảng Excel Pivot này có thể có thêm slicer. Người bán hàng và mỗi khi tôi lựa chọn một giá trị trong người bán hàng thì chỉ có slicer đầu tiên được thay đổi giá trị. Còn slicer số 2 thì không, slicer thứ hai sẽ không bị thay đổi. Hoặc tương tự, tôi có thể tạo thêm một slicer dành riêng cho bảng thay table thứ hai. Là thành phố. Và nếu tôi lựa chọn thành phố thì chỉ có bảng Pivot Table thứ hai có giá trị thay đổi. Như vậy là qua bài giảng này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một slicer để kết nối tới nhiều bảng Excel Pivot khác nhau cũng như cách có thể tạo ra nhiều loại slicer khác nhau trong cùng một báo cáo mà có nhiều bảng Pivot Table khác nhau. Ngoài ra, tôi cũng hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra các slicer chung và các slicer riêng trong cùng một báo cáo có nhiều bảng pivot table khác nhau.